Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư bãi bỏ quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học. Việc bãi bỏ này nhằm thực hiện luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, trong đó quy định chỉ có một chuẩn chương trình đào tạo. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2023, đồng nghĩa với việc năm 2023 sẽ là năm cuối cùng các trường đại học được tuyển sinh chương trình chất lượng cao. Các khóa đã tuyển sinh chương trình đào tạo chất lượng cao theo thông tư trước đó được tiếp tục thực hiện đến hết khóa học. Thông tư số 23/2014 ban hành trước đó quy định chương trình đào tạo đại học gồm chương trình đào tạo đại trà và chương trình đào tạo chất lượng cao. Trong đó, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo chất lượng cao phải cao hơn của chương trình đào tạo đại trà về năng lực chuyên môn, năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm, khả năng thích nghi với môi trường công tác, năng lực ngoại ngữ và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin. Mức học phí của chương trình chất lượng cao do các trường có thể tự quyết định, còn học phí của chương trình đại trà phải tuân thủ quy định về trần học phí của chính phủ.